Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bê Quyết Thành. Chắc các bạn đều biết đến trò chơi con mực rồi đúng không? Đúng đúng. Trong video ngày hôm nay chúng ta không chơi trò chơi con mực mà chúng ta chơi một trò chơi sinh tồn gần giống như trò chơi con mực mang tên là Godwill. Và nó thậm chí còn có trước và đáng sợ hơn cả trò chơi con mực đó các bạn. Vậy thì trong cái trò chơi này có những cái trò gì và sẽ xảy ra chuyện gì thì bây giờ cùng vào video để biết nha. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ Bê Quyết Thành làm thật nhiều video mới. Còn bây giờ đi chơi thôi. Trò chơi này chơi bằng cả sinh mạng đó các bạn ạ. Thua là ngỏm 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 luôn. Yo các bạn thấy chưa? Bê Quyết Thành đang ngồi rất là buồn rầu, không hề ngầu. Và trên gần đỉnh đầu ở sau cái bàn là một cái đầu con quái vật. Và cái con này nó gần giống như kiểu búp bê ở Squid Game các bạn ạ. Chúng ta sẽ chơi giống trò đèn xanh đèn đỏ đấy. Rồi, bây giờ mình vào chơi luôn nhé các bạn, không dài dòng lòng vòng nữa. Chúng ta đến với trò đầu tiên các bạn ạ. Ui thầy giáo đây ạ. Tại sao các em nói lắm thế? Xong thầy giáo thả quái vật ra luôn. Đây chính là cái đầu này. Đấy cái đầu này quay như này chúng ta đi nhá. Còn nó quay lại nhìn phát là mình phải đứng lại. Được chưa các bạn? Ok. Đây không di chuyển khi cái đầu này nó nhìn lại phía mình. Còn nó quay nhìn lên bảng thì mình di chuyển. Và có 90 giây thôi. Ok ok. Không có gì khó. Đứng lại. Đúng rồi đấy. Các bạn thấy mắt nó đỏ không? Đó, một người bị nổ tung rồi. Một người nữa đi. Yên tâm mình sẽ gánh đội này. Đây đây, mình sắp bấm được rồi các bạn ạ. Bấm vào cái nút đằng sau là mình sẽ thắng. Các bạn thấy cái nút đằng sau đầu nó không? Yes. Đấy các bạn, bấm vào cái nút đằng sau đầu là thắng rồi. Wow. Ghê. Mình với bạn này đi nhanh nhất luôn. Cả đội đi tít tít đằng sau. Rồi, ôi nó thả thuốc mê mình. Ngất. Rồi xong, đến với trò chơi tiếp theo các bạn ạ. Nó cũng sẽ nhiều trò giống ở Squid Game. Ủa, trò gì đây, tắt đèn này. Sợ quá. Mình này đang sợ quá. Có rất nhiều người chơi sống sót luôn các bạn. Ui, kì ai. Thật đứa đội đầu con kia giật hết cả mình. À bây giờ chúng ta sẽ chọn một người để chơi à. Chọn bạn này đi. Chọn một bạn bất kỳ đi. À toang rồi, một người bị chọn. Ai bị chọn nhở? Mình có bị chọn. À đây người được chọn. Bạn này sẽ được chọn vào chơi một trò chơi gì đấy các bạn. Nếu mà bạn ấy chơi thua thì bạn ấy sẽ bị hẹo. Chơi trò chơi bỏ phiếu thách thức. Người chơi được phải xếp thành các khối. À hiểu rồi các bạn ơi. Nghĩa là bạn ấy phải xếp một cột thẳng hàng tất cả các ô vuông này thì bạn ấy mới thắng. Còn nếu mà bạn ấy đang xếp hai cái thẳng hàng, một cái lệch một phát là bạn ấy thua luôn. Đấy nha các bạn nhìn nha. Rồi chọn đi, chọn một vị trí. Đứng lại đi, bấm E đi, dừng lại. Đúng rồi. Thôi toang rồi, bạn ấy không biết chơi các bạn ạ. Thôi bạn ấy đi rồi. Đấy, bạn ấy phải xếp các ô sau, phải trồng đến cái ô kia. Đúng rồi, thành một đường thẳng đấy. Đúng rồi, bạn ấy tưởng bạn ấy không biết chơi, bạn ấy biết chơi không tưởng các bạn ạ. Các bạn ấy chơi thắng rồi. Đúng rồi. Đấy cho nó thành một đường như thế là thắng nha. Nếu mà các bạn để lệch không đúng một đường. Đấy thua luôn. Cái cạnh cuối cùng của thua. Điện giật tê tê chết từ từ luôn kìa. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Chơi vội vàng cái cuối cùng rồi còn không thắng được, kém quá. Tụi mình không cần phải chơi, tụi mình cũng thắng. Đơn giản. Tưởng thế nào. Rồi ok, chúng ta đến trò tiếp theo ạ. Trò này là trò cửa. Chọn cánh cửa phù hợp với tivi. À nghĩa là tên tivi nó chiếu hình ảnh cánh cửa nào thì chúng ta phải chọn cánh cửa đấy và để ý mắt mũi mồm. À mắt mũi thôi. Thì chúng ta nhấn E để mở cửa. Ok. Không có gì khó với mình quyết đánh đâu. Rồi xong bắt đầu. Tivi chiếu màn hình. À mắt nhìn lên. Ui nó quay đây. Quay quay này. Đồ hoa bắt chó mặt đau đầu quá. Tiền đình quá các bạn ạ. Thôi thì mình đứng yên đi, mình có chạy nữa các bạn. Mình càng chạy mình càng lú như con cú luôn. Đóng cửa vào. Đúng nhỉ? Mình chạy nhanh quá mình không biết đúng không? Mình có 3 mạng à? À mình để ý dưới góc mình có 3 mạng. Không sai, đúng sao á? Mình đúng mà. Ui giời ơi. Tuyệt vời, chọn đúng rồi. À, mắt nhìn thẳng nha. Quay vừa thôi à, tiền đình của mắt nhìn thẳng các bạn. Đây. Đừng đẩy tôi ra. Đây. Rồi ok. Phải nhìn thật nhanh nha các bạn, không là mình thua. Hoặc là nếu các bạn nào mà không kịp nhìn, các bạn hãy để ý một bạn nào chạy vào cánh cửa đấy, mình nhìn nhanh xem cánh cửa đấy đúng không thì mình chạy theo. Ủa đấm nhau đây, đứa đạp vào mặt mình á các bạn đấy. Ủa nó đấm mình à. Sao thế, dễ đấy mà, có gì khó đâu nhỉ. Bạn bị kinh rồi, chỉ cần nhìn nhanh là được.
Ồ, mắt nhìn lên. Cái gì thả đầy bóng này. À, quay nữa lại còn thêm cả bóng nữa làm mình lú như con cú luôn. Trời này ai chứ lại nhỉ? Lú như con cú, lú như con cú. Nhìn lên, nhìn lên. Đây, 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 đây. Đây đúng không? Không phải. Ơ, mình quay đi quay lại. À, mất một mạng rồi. Đồ ăn hại. Mãi, mãi nói chuyện không để ý. Ồ, cái gì ấy? Cái gì ở giữa kìa? Ồ, mắt nhìn xuống cái mũi. Kìa kìa. Ồ, chạm vào cái lửa đấy mất máu chăng? Đúng rồi. Bấm vào, bấm vào, bấm vào. Mình biết các bạn chạy vào đây chắc chắn là đúng rồi. Mình không kịp nhìn vì mình vừa bị cái lửa cái đó đập ngã. Nhưng mà mình thấy nhiều người chạy vào đây chắc là đúng. Không sai đâu các bạn ạ. Ủa, vẫn còn đông người quá. À, kết thúc trò này rồi. Và mình còn hai mạng, mình vừa bị mất một mạng. Điểm gì nhỉ? Rồi, cánh cửa này mở ra, chúng ta đi vào đây. Đấy, biết ngay. Cánh cửa mếu. Wow, trò này à, đấu với con khỉ à? Thì quả chuối này. Hi hi hi. Đấy, lụm lụm tiền, lụm tiền. Lụm, à, lụm lụm lụm. Wow. Wow, đỉnh thế nhở. Khỉ điên. Khỉ máy các bạn ạ. Tránh các cuộc tấn công của khỉ. Và sử dụng tên lửa để tiêu diệt nó. Ok, đơn giản. À, sau lưng nó có cái cót kìa các bạn kìa. Ui, nó làm gì ấy, há mồm. Há mồm thả chuối. Ngồi tên lửa. Đúng rồi, nó đổ xuống một phát là. Ui, nó sút à. Rồi mọi người ơi, vặn 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 cái trên lưng nó. Mày. Ui. Ghê đấy, ghê đấy. Nó lại chuẩn bị ném ném này các bạn này. Toàn chuối rồi. Ui toàn chuối rồi. Mình công nhận được cái tên lửa nào đây. Boom. Mày chết đấy. À. Nó sút mình mất được cái máu vỡ mồm luôn các bạn. À, các bạn nó vặn nó vặn. Vặn 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 vặn. Ui nó dậy nó dậy nó dậy nó dậy. À chạy đi. Ông nó đá mồm ấy. Vừa bị nó sút như quả bóng rồi các bạn. Cái đầu nó quay kìa. Cái đầu nó quay tròn luôn các bạn ơi. Ồ, oh, rụng đầu luôn rồi. Toang chưa. Mày à. Mày à. Vặn vặn. Vặn cái con đằng sau đi mọi người. Chết queo đi, chết queo đi. Nó hẹo chưa? Nó hẹo rồi các bạn ơi. Cái đầu cũng cháy luôn. Làm sao đấu được với đội quân chuối. Đội quân chuối quá đỉnh luôn. Nhưng mà trò này không có đồng đội đâu các bạn ạ. Tí là sẽ tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Hy vọng mình là người chiến thắng, nhớ cổ vũ cho bên Quý Thành nhá. Rồi xong, kết thúc trò này. Nổ phá bông. Bên Quý Thành chơi quá hay luôn các bạn. Rồi đây, đi vào cánh cửa này. Cánh cửa dành cho người chiến thắng. Ui dồi. Ra pizza. Order pizza, cà phê trứng, tên vị chi chia tổ. What the hell? Rồi, nên thời sự luôn rồi. Anh phóng viên đang nói về một cái tin tức mới. Một con khỉ đã bị tiêu diệt ở trong sân bóng. Cái gì? Điều này không thể là sự thật. Điều này nghe tin tức giả mạo, họ đang cố gắng làm mọi người sợ hãi. À, ông này đang không tin đấy, điều đấy sự thật. Nói hết cả hơi luôn. Ui, cái gì đấy? Trò này là trò gì đây? Đùa xe tuyết à? Có những phần quà. Ui, cái gì máy phun lửa à? Bịt ngay. Trượt tuyết đến ngọn đồi, những chướng ngại vật và bẫy, sử dụng AD để quay, nhấn E để kích hoạt sức mạnh. Ui, có sức mạnh luôn hả? Ok ok, đơn giản. 500 anh em đua xe trượt tuyết nào. Ok, mình làm được các bạn ơi. Không có gì khó, không có gì phải sợ, không có gì phải xoắn. Chỉ được xoắn rồi, xoắn rồi các bạn. Bay lên nào. Chậm chậm mà chắc các bạn ơi, không phải vội. Ui, quay xe gọi là chóng mặt luôn. Kết thúc rồi. Yes. Mình thắng rồi các bạn ơi. Trò này khá là đơn giản. Mình chỉ cần lái xe và mình làm sao tới chạy được tới đích, vượt qua mấy cái bức tường này rồi mấy cái phun phun rồi cũng không có gì cả các bạn. Đấy. Sợi, bạn ấy rơi xuống đáy xã hội là chết queo đấy. Rồi, cố lên. Wow, thắng một trò nữa. Quá xịn sò luôn. Sập núi tuyết rồi các bạn ơi, không ra nhanh là bị sập bẹp dí ở trong không ra được. Ui, trò gì ấy? Vòng loại
chuyển củ khoai tây nóng cho người cuối cùng và nhấn G để lặn và giải quyết người chơi. À, giống như kiểu trò truyền bom hả? Ai cầm lâu trên tay nó sẽ bị nổ. Có bao nhiêu lâu thì nó nổ nhỉ? À, có 20 giây phải đưa cho người khác, nếu không mình sẽ bị nổ tung nữa các bạn. Trốn ở đây, trốn ở đây, trốn 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 trốn. Có bằng cái 5 giây kìa. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Nổ, bùm. Rồi không biết ai, ai. It was at this moment that he knew he fucked up. À, mình chia cho bạn kia rồi. À, chia cho bạn kia đấy. Bạn ấy trốn sau cái cột này. Đấy, mình bảo. À, nổ tung rồi. Mình truyền lại cho mình nha, còn lâu. À, trốn này, trái tim đứng đấy mà trốn. Trên đầu bạn kia. Ôi trời ơi, bạn kia bị bình dương cho bom rồi, con không biết. 10 giây nó nổ tung kia. À, bạn kia trốn trốn. Không phải lúc nào trốn nữa. À, rồi, quá muộn rồi. Quá muộn rồi, mình bị đưa. Đưa cho nó, trả lại nó đi, đúng rồi. Căng quá các bạn ơi. À, nổ tung à. Rồi xong. Yes. Việc này chơi quá hay luôn. 10 điểm. Ui, mình khóa cổ lại rồi. Ui, mặc giáp vào à. Ui, ui quánh nhau à. Ghê đấy à. Đối đầu ngay. Đập, đập nó ngay. Ok các bạn ơi. Wow, đấu luôn. Hy vọng là mình có thể thắng được bạn kia. À, à, bạn kia trông oách quá, không biết thắng được không. Nhưng không sao các bạn ơi, trình độ Bưu Thành đánh quá hay luôn. 0%. Đấu kiếm, đánh mỗi người điểm phụ thuộc vào phần trăm càng lớn là bạn nhận được hit càng tăng. Ép để chặn. Ok, ép để chặn, hiểu rồi, hiểu rồi. Quánh nhau rồi các bạn ơi. Ờ, sao không chặn được. À đây. Đập đi, đập bừa đi các bạn. Đập đi. À, cay đây à. À. Rồi ok, mình phải tập trung các bạn ạ. Mình không thể thua được. Mình ngu trong việc đấm nhau lắm các bạn. À, cay đây. À, mình dùng chuột khó đánh quá. Mình không biết đánh được gì. À, các bạn ơi, mình thua rồi. Bê Quy Thành thất bại rồi. À, ý, à, à. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay Bê Quy Thành gần thắng được, nhưng là đã bị một bạn đập cho rụng sung rồi. Một trò chơi khá là vui, các bạn có thể trải nghiệm bằng cách vào Roblox để chơi trò này nhá. Và mình sẽ làm một cái video lần sau, mình sẽ cố gắng thắng được full cái trò này. Và các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm lại trò này và giành chiến thắng nhá. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye. Ui, bị thua một bạn nữ kỳ. Chưa, đấy là do mình chưa chơi bao giờ, mình chưa luyện thôi. Mình cũng không phải là người thích quánh nhau. Lần sau mình luyện vào mình chắc chắn mình thắng. Các bạn tin mình đi. Tin chứ. Bấm like và đăng ký kênh, bình luận dưới cổ vũ nhé, để lần sau mình làm lại một clip mới thắng. Thắng nhất định phải thắng.